Vida địa chỉ hay là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì như các bạn thấy ở đây mình có một cái thiết bị mang tên là Agnos Smart Karaoke Full HD HDD SK9018 KTW Wi-Fi. Thì cái tên của nó khá dài, tuy nhiên đây là một cái chiếc đầu karaoke của Sonka Media với tên gọn ngắn gọn là Agnos SK9018 KTW. Thì cái chiếc đầu karaoke này có gì nổi bật cũng như thành phần phụ kiện đi kèm theo nó bao gồm những gì, thì ở cái video clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn. Thì như các bạn đã thấy thì cái chiếc đầu karaoke này có kiểu dáng khá là gọn gàng và mạnh mẽ với một cái tông màu đen rất là chất lượng đó. Đó thì ở mặt trước của cái chiếc đầu karaoke này được cách điệu bằng một cái bảng có lẽ là bằng mica với cái logo Full HD 1080 karaoke ở cái bên phải này, ở phần khu vực chính giữa đó là nơi bố trí những cái phím bấm cơ bản, đi phím điều khiển cơ bản cho cái chiếc đầu karaoke cũng như là cái màn hình LED hiển thị những cái thông số khi hoạt động của chiếc đầu karaoke này. Rồi, ở phần cạnh trái là nơi bố trí hai cái cổng USB 2.0 cùng một cái nút power, và phía trên đó là tên của cái dòng sản phẩm đầu karaoke này. Thì việc bố trí hai cổng USB giúp cho cái đầu karaoke Agnos SK9018KTW này có thể kết nối được với nhiều thiết bị gắn ngoài như USB hay ổ cứng. Tuy nhiên là việc bố trí đây có lẽ là làm hơi mất thẩm mỹ của cái chiếc đầu karaoke này, bởi vì mặt trước của nó khá là đẹp. Nếu mà dời hai cổng USB này qua phần bên hông hoặc là ở phía sau thì có lẽ sẽ đẹp hơn. Thì ở hai bên hông của cái chiếc đầu karaoke này cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ những cái khe tản nhiệt ở đây, nó giúp cho cái chiếc đầu karaoke này được hoạt động thông thoáng cũng như là mát mẻ hơn. Đó, như các bạn thấy. Rồi, mình sẽ đi đến mặt sau của cái chiếc đầu karaoke Agnos SK9018KTW này. Thì mặt sau của cái chiếc đầu karaoke này đó là nơi bố trí những cái cổng kết nối cơ bản cho cái thiết bị. Đó, chúng ta có thể thấy đầu tiên đó là cái nút reset. Đây là cái nút khởi động lại cũng như là cài đặt lại cho cái chiếc đầu karaoke khi nó gặp vấn đề về phần mềm chạy bên trong. Kế bên đó là những cái cổng mạng LAN. Thì cái đầu karaoke Agnos SK9018KTW này nó có khả năng đó là tự phát wifi để giúp cho những cái thiết bị thông minh như là smartphone hay tablet có thể kết nối dễ dàng để thao tác cũng như là bấm chọn bài. Rồi tiếp theo đó là hai cái anten wifi để hỗ trợ cái khả năng phát wifi cũng như nhận tín hiệu từ smartphone hay tablet. Kế bên chúng ta có một hai cái cổng mic ở đây để gắn mic khi hát trực tiếp trên cái chiếc đầu karaoke này. Đồng thời có thêm cái cổng audio cùng cái cổng video ở đây. Rồi bên dưới thì chúng ta có một cái cổng optical hỗ trợ xuất tín hiệu âm thanh 5.1. thì như các bạn đã biết thì cái đầu karaoke Agnos SK9018KTW này nó là một cái đầu karaoke ổ cứng, cho nên ngoài việc hát karaoke thì cái chiếc Agnos SK9018KTW này còn hỗ trợ khả năng xem phim, cho đó việc trang bị thêm cổng optical giúp cho cái chất lượng âm thanh xuất ra thì được tốt hơn, giúp bạn trải nghiệm xem phim tốt nhất. Rồi tiếp theo chúng ta có một cái cổng micro SD ở đây hỗ trợ khả năng đọc thẻ nhớ, cũng như là một cái cổng IR, cái cổng mở rộng kết nối hồng ngoại, một cái cổng HDMI để xuất tín hiệu HD Full HD. Và kế bên chúng ta có một cái quạt tản nhiệt để hỗ trợ khả năng tản nhiệt cho cái thiết bị. Rồi và cuối cùng đó là nơi bố trí cái khay ổ cứng ngắn cong trên cái chiếc đầu karaoke Agnos SK9018KTW này. Thì ở đây có một cái khóa dạng tam giác để khóa cũng như là mở cái khay ổ cứng này, và giúp cho cái chiếc ổ cứng này được cố định khi mà hoạt động. Rồi, thì ở đây mình đã mở rồi, mình sẽ bấm vào lấy cái khay ổ cứng ra cho bạn xem. Thì cái khay ổ cứng này được làm bằng nhựa có vẻ không chắc chắn lắm, tuy nhiên cái việc tháo lắp cũng như là gỡ cái khay ổ cứng này ra trở nên rất là dễ dàng. Nó dễ dàng hơn rất nhiều so với những dòng đầu karaoke ổ cứng khác. Theo Sonka Media thì cái khay ổ cứng này có khả năng hỗ trợ cứng lên đến dung lượng 2T. Thì với 2T dung lượng này thì bạn có thể dễ dàng sưu tầm và chép những cái bài MTV karaoke vào và đưa vào cái chiếc đầu karaoke này để hát một cách thỏa thích. Rồi,
khi mua một cái chiếc đầu karaoke Agnos SK9018 KTB này, KTBW này, thì bạn còn nhận thêm một cái thẻ nhớ micro SD với dung lượng là 16GB. Thì cái thẻ nhớ này là nơi chứa tất cả những bài hát MIDI karaoke của Sơn Ca muốn mang đến cho bạn, thì với hơn 15.000 bài hát có bản quyền đấy. Thì cái chiếc đầu karaoke Agnos SK9018 KTBW này có những điểm mới như sau. Thứ nhất, đó là đây là một cái chiếc đầu karaoke có độ nét cao, có khả năng hỗ trợ độ phân giải lên đến 1080p. Đó. Thứ hai, đây là cái chiếc đầu karaoke có khả năng tự phát wifi và có thể kết nối được với những cái thiết bị thông minh bên ngoài như là smartphone hay tablet để giúp cho cái việc thao tác điều khiển bấm chọn trên cái chiếc đầu karaoke này trong lúc sử dụng được dễ dàng và linh động hơn. Và thứ ba, cái điểm mà mình chưa nói trong cái video clip từ nãy tới giờ, đó là khả năng cập nhật bài hát online bằng internet từ cái cổng LAN được trang bị ở phía sau này. Đó là một trong những cái tính năng hết sức đặc biệt mà ít có những cái dòng đầu karaoke nào hiện nay trên thị trường có được nó. Thì về những cái video trải nghiệm sử dụng cái chiếc đầu karaoke Agnos SK9018 KTBW này thì mình sẽ gửi đến các bạn trong những cái video clip sau. Còn bây giờ cảm ơn các bạn, chúc các bạn tìm được một cái chiếc đầu karaoke ưng ý cho mình trong tương lai. Chào các bạn.